Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn đấu cái cơ bạc pha nhé. Trước tiên là ta xác định này, hai mối đối xứng nhau, đó là một pha. Bên này là một pha. Bên này là một pha. Bên này là một pha. Đó. Thì trước tiên là ta đo xem. Ta đo thông mạch xem. Đó. Rồi chúng có thông nhau hay không. Rồi chúng có chạm vào hay không. Rồi. Ta đo xem. Đó ta tìm. Ta đo xem. Chúng có thông nhau hay không. Đó. Đây. Đây lên nhé các bạn. Rồi. Đây. Đó. Vậy thì ta đặt ở đây là A1, dưới đây trên đầu này sẽ là A2, đầu này sẽ là A3, đầu này sẽ là A4. Đó. Đây ta, ở đây ta sẽ đấu là đấu cực giả nhé các bạn, tức là đầu này, bên này là đầu thì đây là cuối của cuộn này, đây là đầu của cuộn này, đây là cuối của cuộn này, thì bên này cũng tương tự vậy, đây là đầu, đây là cuối, vậy thì là cuối đi với đầu, cuối của cuộn này đi đầu cuộn này. Đó, đó ta chặt nó ra. Đó, chặt xuống. Rồi. Đó là chính là A1, đầu này chính là A4. Đâu thì đó. Đây ta vừa xuống ở đây đó. Xuống ở đó. Rồi. Cuối. Ta nối vào dây đó. Đó to. Rồi cái này đây. Được một pha đấy các bạn. Rồi. Rồi ta được một pha. Rồi. Tiếp theo là ta đến pha tiếp theo. Đó thân là lớn nút trên đàn. Đối tính của nó là cửa hạt. Đáng là tương tự như vậy. Nối là cuối của thằng cuộn này đi với đầu của cuộn này. Rồi. Đây ta đặt là. Đó. Đó là B1. 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 B2. B3 và đây là B4. Rồi ta được hai cuộn đấy các bạn. Rồi cuộn thứ 3 là cuộn này. Đấy các bạn. Thank you.
đo tương tự. Đây là các bạn. Rồi, đo đo. Tâm trạng. Cột này, đối xứng với cột này chính là cột như này. Đấu như vậy. Tức là cuối cùng cột này, từ đầu cột này. Đây ta tiếp tục đầu cái đây ta đi bằng sợi vàng nhỏ rồi cuối ta cũng đi bằng sợi vàng rồi đấy rồi đó vậy là ta đã hoàn thành cái đầu đấu rồi các bạn. 3 pha đó. Ở các cái đầu này là ta đi cho nhỏ này. Đỏ này. Vàng này. Đỏ xanh này. Đỏ nhỏ này, xanh nhỏ này, vàng nhỏ này. Đó là ba đầu đầu đó các bạn. Ba đầu cuối này. Đỏ lớn này. Xanh lớn này. Đó, vàng lớn này. Đó. Đây nếu mà động cơ mà chạy với đèn áp là 380 3 pha đó. Thì ta trụm ba đầu cuối hoặc là ba đầu đầu với nhau, còn ba dây còn lại là ta đi vào ba pha 380. Xin cảm ơn các bạn.